Và cảm ơn các bác hôm nay là thao chim cô gái chuyển cho anh này là 0983255607. Đây là khách hàng đã chuyển khoản đủ, bên bán giao tận nơi và trả cước. Đó, đây là đại diện cho bên mình. Đây là logo con giống đà điểu. Thì yêu cầu của bác ấy rất đơn giản là đây, hai em, một trống một mái. Đấy. Thì ekip thì các bạn thấy là loại này thì nó to rồi. Đó. Thì mình đang đứng ở đường đây để mình gửi xe qua ngõ nhà mình và đi xuống bến xe Mỹ Đình, tập kết tại bến xe Mỹ Đình. Nếu như các bạn ở các tỉnh khác thì các bạn có thể cho số xe hoặc là tôi sẽ sang xe tôi gửi về cho các bạn. Và đây hôm nay thì xe ôm sẽ đi thẳng từ Mỹ Đình xuống xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội. Đây là gắn mã số đây. Mã số đây. Rất là thân thiện. Nhiều người thì có hỏi mà cái con này có phải giấy tờ gì không, thì báo cáo với các bác là đây là nó là con vật nuôi thông thường rồi, nó không có phải đăng ký hay là có kiểm soát gì cả. Là các bạn cứ hình dung ra là mình nuôi như một con ngan, con gà trong nhà, không ai có thể thắc mắc được cả. Đấy là một cái điều tất yếu, tại vì nó không nên nằm trong nhóm B2 hay nhóm gì cả. Đấy. Rất là ok. Chân cẳng rất là đẹp, phải để vào cái thùng xốp này các bác ạ. Và bây giờ tôi sẽ phải làm cái công tác là đây là quét lỗ này. Rồi quét lỗ được. Rồi quét lỗ cái này. Là quý vị và các bạn yên tâm khi tìm đến một cái đơn vị cung cấp con giống đa điểu và ship hàng rất là chuyên nghiệp. Số điện thoại để các bạn đặt hàng mua con giống đa điểu là 0163530 5982. Các bạn hãy đăng ký kênh Cây Giống Con Giống để được đón nhận những video mới. Địa chỉ của chúng tôi ở trên này là thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Thân ái chào tạm biệt. Chúc các bạn một buổi sáng thật vui vẻ.